Cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn. La cà phê đi là ly cà phê đá. Trời ơi, nghe tưởng tiếng nước ngoài Latin chứ. Bây giờ nè, tôi hỏi nè, bây giờ nè, chú nhìn cái con chim đi. Đó, nó đang bị nhốt trong lòng con vậy mà nó sướng á. Sao sướng? Bây giờ là dù là nó chỉ có khổ nhất là nó bị không được bay nhảy thôi. Dù là trong lòng nó chật hẹp nhưng mà nó được cho ăn nè, nó được chăm sóc nè, nó được lo lắng nè, nó không có lo cái gì hết. Còn mình mới khổ nè. Tôi nói chưa có thấy ai mà lòng dạ hiểm sâu như đàn bà. Đúng rồi, anh nói vậy mới nhớ nha. Con vợ của em nó kêu mẹ em ở lại luôn. Đúng là nó làm gì đó, nó thương lắm vậy. Nó thương lắm vậy đó. Trời ơi, chiêu thiệt luôn nha. Vợ tôi cũng vậy. Ngày xưa bỏ bỏ tôi đi biền biệt nha. Biền biệt nha. Thấy cô đơn không? Bà về tưởng sao tôi thấy cô đơn hơn. Ủa sao kỳ vậy? Sao gì đâu mà kỳ? Bà về bà quản tôi chặt quá mà. Bởi vì ta nói nè, người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc hơn. Có nằm ở trong chăn mới biết chăn nó có rận, hiểu chưa? Hiểu rồi. Giờ sao đây? Không được. Không thể nào vậy được hết. Hả các anh em? Dạ. Chết cha, tao dạ luôn hả? Thôi kệ đi, dạ luôn đi. Đúng rồi. Hả các anh em? Ừ. Không thể nào để chuyện này xảy ra được. Vì cớ làm sao? U đầu mà không chảy máu. Không phải quên. Cái đó bậy. Nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ thôi. Đây là quán của người ta. Xung quanh còn nhiều người ta nghỉ nữa ha. Đừng có la ông xùm. Nhớ giống như phát biểu chức hội nghị rồi. Cái đó là ở công ty, ở cơ quan. Bởi vậy. Ở đây không được. Không thể nào vậy được anh. Sao? Nói đi. Ừ. Sao không được? Mẹ ta là người sanh ra ta. Lo lắng cho ta. Đúng. Lo lắng cho ta từng miếng giấc ngủ. Rồi sao? À ơ giấc ngủ, tiếng ngủ à ơ. Thôi vô vấn đề đi. Đừng lòng vòng qua. Em đang muốn nói rõ ràng, sợ mà anh không hiểu. Hiểu rồi đó. Chăm sóc ta, nuôi ta khôn lớn. Rồi. Dạy bảo ta từng ngày, từng giờ, từng phút. Rồi nói đi. Vậy thì cớ làm sao? U đầu mà không chảy máu được. Cái gì mà cái u đầu? Cái bài hát mới. Chứ mày nói hoài cái dùng cớ làm sao rồi? Vì cớ làm sao? Nữa. Mà chúng ta là phải đánh mất đi người mẹ. Mà để người mẹ bị người khác là chiếm đoạt tình cảm đó. Đúng không? Đúng rồi. Không thể nào để mà mẹ mình lọt vòng tay biết người rồi, khác được. Biết rồi. Bây giờ. Hiểu rồi. Hiểu ra được một vấn đề nè. Nhưng mà em không quan tâm. Sao? Cái gì? Ý em nói em không cam tâm. Mày có như vậy cũng nó lộn nữa. Không cam tâm đúng không? Không cam chịu phải không? Đúng rồi. Được rồi. Bây giờ mình phải tương kế tụ kế. Tương kế tiểu kế. Đúng nè. Vậy nè. Sao? Thấy không? Giờ hỏi chú à. Mình tìm cái cách nào đó. Ha. Coi như là buộc mấy người lớn này nè. Buộc nghe cái này phải dùng cái từ buộc mấy người lớn. Thân mẫu mình đó hả? À, buộc những người lớn này á. Coi như là quên đi những đứa con trai, những đứa dâu. Ha. Mà chỉ có cái mà làm được cái chuyện đó là chỉ có mình phải tìm một cái gì mà để cho giải khuây. À, ba người này nó giải khuây nè, không quan tâm, không tập trung tới cái chuyện của mình nữa. Lúc đó mới được. Bây giờ nè, tôi hỏi chú nè. Chú mày á, thường á chú mày má mẹ chú mày ở nhà thích có thích những cái trò gì không? Trò chơi gì không? Có thích. Nói nè hơi kỳ. Thì cứ nói đi, không sao đâu, mình tìm ra được cái nguyên nhân mình mới tính. Mẹ em chỉ có mê chơi tứ sắc. Tứ sắc đúng không? Ừ, rồi. Ok, bây giờ vậy nè. Mẹ của Toàn thích chơi tứ sắc. Bây giờ mẹ của chú, thấy không? Chú về chú nghiên cứu coi, hỏi coi thích chơi cái gì. Tôi nè, tôi về tôi cũng tìm hiểu coi mẹ tôi là thích chơi cái gì. Nếu mà ba người trùng hợp với bà chủ mà tứ sắc á, thì mình sẽ chọn cái bộ môn đó. Bắt đầu mình tập trung mình cho ba chơi với nhau. Chơi đúng với không? Nhau. Rồi quên đi cái chuyện đó của mấy bà vợ mình. Đúng. Okay không? Duyệt. Duyệt nhỏ nhỏ thôi. Alo. Dạ con nghe nè mẹ. Con nghe mẹ. Dạ mẹ. Dạ dạ. Dạ con biết rồi. Dạ con về liền. Đó, bây giờ vậy. Gọi cũng đồng loạt hết chứ. Vì cái hội đàn ông sau 5 giờ của mình. Bất diệt. Đúng, đúng. Chơi không? Chơi. Nói lại nè. Vì hội đồng 5 giờ bất diệt.